xin kính chào các quý khán giả của đài spitan ở các bạn ơi lần nữa tôi xin hân hạnh được trở lại trong chương trình bản tin y học ngày hôm nay với cái đề tài là tin tức mới nhất về vitamin d như quý vị đã biết vitamin d được gọi là một sinh tố nhưng cũng là một kích thích tố hormone trong cơ thể là một cái loại được hòa tan trong dầu fast soluble được tìm thấy trong một số những cái thực phẩm nhưng mà điều quan trọng nhất đã được tổng hợp từ ánh sáng mặt trời qua da. Thì vitamin D có nhiều dạng khác nhau từ gọi là D1, D2, D2, 3, 4, 5, dân dân. Nhưng mà thực sự về phương diện thực hành thì người ta chỉ chú ý đến cái vitamin D2 hoặc là D3 mà thôi. Tức là vitamin từ thực phẩm hay thuốc bổ hay tổng hợp từ da không thực sự không có tác dụng ngay nhưng mà cần được chuyển sang một cái dạng hoạt động qua hai cơ quan chính là gan để biến thành cái chất calcitriol và thận biến thành ra cái chất calcitriol. Thế ra những người bị suy thận họ không có thể sử dụng những vitamin D thường mà phải sử dụng cái chất gọi là calcitriol. Vai trò của vitamin D như thế nào chúng ta cần ôn lại chút xíu. Nó là một cái chất chính trong sự hấp thụ chất vôi calcium để giúp duy trì đủ cái nồng độ chất calcium và phosphor trong cơ thể. Đó là hai cái chất chính yếu trong vấn đề tạo xương cho cơ thể, giúp cho sự tăng trưởng tế bào, giúp cho hệ thống miễn dịch để chống lại bệnh tật và đồng thời giúp cho hiện tượng viêm hay là đau nhức. Khi nào thì cái vitamin D nó sẽ gây ra những cái triệu chứng? Thì thật sự ở trẻ con đó, nếu mà không đủ vitamin D sẽ gây ra bệnh ốm còi, người ta gọi là rickets, đó là cái bệnh thường xảy ra trong nước hậu tiếng và không có đủ thực phẩm để ăn. Hoặc là gây ra tình trạng xương mềm và biến dạng và trẻ con không phát triển được. Nhưng mà thực sự ở người lớn thì gây ra chứng bệnh mềm xương và xốp xương trong tất cả những khắp nơi trên thế giới kể cả Hoa Kỳ cũng vậy. Và đặc biệt người lớn tuổi thì gây ra chứng đau xương và yếu bắp cơ. Những trường hợp nào chúng ta nghi ngờ thiếu vitamin D, thực sự đa số những người lớn tuổi, đặc biệt người Á Đông đều thiếu vitamin D ở những trẻ con nuôi bằng sữa mẹ, những người mẹ thì lại thiếu dinh dưỡng, những người ít phơi nắng, làm việc trong phòng à, trong nhiều ngày và nhiều năm, đặc biệt người da màu thì lại không có cái khả năng hấp thụ vitamin D như những người khác và người có bệnh về đường ruột, bị tiêu chảy thường xuyên cũng sẽ thiếu vitamin D. Đây là một hình ảnh mà chúng ta thấy có thể nhận ra rất là dễ dàng những đứa trẻ bị ốm còi tại vì thiếu vitamin D. Tại vì cái chân nó bị cong và thường thường khi lớn lên nó sẽ đi hàng ngang. Tức là cái chân nó bị dòng ra như chúng ta thấy trên hình ảnh. Và đặc biệt nếu chúng ta chú ý những người lớn tuổi thì họ thường đau nhất cái chân. Cái chân hay đau hay sưng và đặc biệt đầu gối cũng hay bị rất bệnh. Đó là phần lớn là do thiếu vitamin D. Còn ở người già thì sao? Ở người già chúng ta thấy có liên hệ tới vấn đề bệnh sớp xương. Và mình đi nó giữ rất sức là quan trọng trong vấn đề mà bảo vệ cái xương. Thế chúng ta nhìn thấy phía trên là hình ảnh của cái xương rất là sớp. Và khi mà già rồi thì cái xương nó bị sớp quá, nó cụp xuống. Và ra những người lớn tuổi thường thường cái xương họ lông còng xuống. Và càng già thì nào thì cái lưng càng còng nhiều như đó. Đó là hình ảnh của những người thiếu vitamin D. Chúng ta cần phải tìm ra những cái nguồn vitamin D để sử dụng hàng ngày tại vì nó rất là quan trọng trong cái đời sống đặc biệt dị dinh dưỡng chúng ta thấy trên cái màn ảnh những cái loại mà có nhiều cái vitamin D là cá salmon tới tuna sữa à, gan bò trứng dân dân nhưng mà thực sự cái cá vẫn là quan trọng nhất rồi tới sữa trứng thì rất là ít một trứng chỉ có chứa bốn chục đơn vị trong khi cá salmon mình ăn ba lạng thì có thể tới bốn trăm bốn mươi bảy đơn vị đây là những cái hình ảnh mà chúng ta thấy thường được tìm thấy à, trên những cái tạp chí nói về cái sự quan trọng vitamin D gồm ánh nắng mặt trời và tất cả những cái thực phẩm mà chúng ta ăn sẽ có kể cả những cái sữa hiện nay uống tại hoa kỳ họ bỏ thêm vitamin D để cung cấp vitamin D cho trẻ con thì chúng ta cần nhớ là dù chúng ta ăn như thế nào nhưng thực sự ánh nắng mặt trời là cái điều quan trọng nhất tại vì trong ánh nắng mặt trời nó có chất ultraviolet hay là UVB thì sẽ biến cái chất hydroxycholesterol thành pre vitamin D3 và sau đó cơ thể sử dụng nó ra thành loại vitamin D sử dụng trong cơ thể. Chúng ta cần nhớ những nghiên cứu cho thấy chỉ cần phơi nắng 30 phút trong 2 ngày trong tuần lễ là chúng ta có đủ cái lượng vitamin D sử dụng cho tuần lễ đó. Nhớ là những cái ngày u ám có mây cái giảm độ travel lên tới 50% cửa kiến không thể phơi nắng ở trong cửa kiến được thì cửa kiến cũng làm giảm độ ultraviolet và nếu chúng ta đi tắm biển mà dùng quá nhiều cái cái chất chống nắng trên thì cũng sẽ ảnh hưởng tới sự biến đổi của chất vitamin D chúng ta cần nhớ là thực sự thượng đế ban chúng ta một cái nắng mặt trời mà chúng ta sẽ có một cái gọi là sunshine vitamin đó là cái danh từ mà dùng cho cái vitamin D câu hỏi đặt ra cho chúng ta là bao nhiêu thì đủ thì thực sự ngay từ sinh ra đời thì tất cả trẻ con cần khoảng 1.000 đơn vị nếu mà trên 9 tuổi thì nó phải cần tối thiểu là 4.000 đơn vị. Và đặc biệt người lớn thì tối thiểu phải trên 2.000 đơn vị. Mỗi một ngày thì chúng ta mới có đủ vitamin. Chúng ta nhớ là những người lớn tuổi sử dụng rất nhiều thuốc. Chính trị vì vậy phải chú ý là những chất prednisone để chữa xuyến. Những thuốc làm giảm cân Seneca để làm cho ốm lại. Và những thuốc chữa những bệnh động kinh sẽ làm giảm vitamin rất nhiều. Những người này cần phải được theo dõi thường xuyên về cái hàm lượng vitamin. Có khi nào chúng ta bị dư vitamin D hay không? Thực sự thì rất là hiếm. Bởi vậy chỉ khi nào khi sử dụng quá 10.000 đơn vị mỗi ngày, tức là một viên vitamin D khoảng 2.000 đơn vị, nếu mà uống quá 5 viên một ngày, có thể uống nhiều ngày quá gây ra sự quá nhiều vitamin D, cũng gây ra chứng kém ăn sụp ký, lại làm tăng cao calcium trong máu, đưa đến hiện tượng đóng vôi trong mạch máu và có thể làm sạn thận. Đó là cái điều rất là hiếm khi xảy ra. À, làm thế nào chúng ta biết là thiếu vitamin D rất là dễ dàng chúng ta chỉ cần nói chuyện với những người thầy thuốc để mà xin thử máu để đo cái nồng độ nếu nồng độ nồng độ của chất 25 hydroxy vitamin D trong máu dưới 20 thì được như là thấp và cần phải được uống thuốc thêm bây giờ tôi xin trình bày tất cả những cái gì tin tức mới nhất gần đây của 2017 à, về những về vitamin D rất là quan trọng tại vì hiện nay vitamin D là khách hàng đầu của những cái tạp chí về y học vitamin D và tuổi thọ như thế nào người ta nghiên cứu trên 247.574 người trong 7 năm những người có vitamin khoảng 30 trở lên thì người thấy tỷ lệ chết do tim do tim mạch rất giảm sức rất nhiều có nghĩa là được kéo dài được cái tiểu thọ vitamin B cũng làm giảm tỷ lệ ung thư nữa trong những nghiên cứu trên 3.000 người phụ nữ trên 64 tuổi trong 3 năm người ta thấy tỷ lệ ung thư nói chung kể cả ung thư ruột ung thư vú giảm xuống 67%. Và tin tức mới nhất gần đây, thứ nhất là của uh, Dr. Uh, Jackie Smith uh, mới cho tin tức vào khoảng ngày 15 tháng 2 vừa qua 2017 cho thấy vitamin có thể làm tăng sức mạnh của các bắp cơ, tức là sẽ là optimize muscle strength của những người lớn tuổi nếu mà đầy đủ vitamin D. Và đặc biệt đây là tin tức vui cho những người phải uống chất statin để làm giảm cholesterol tại vì vitamin D có thể làm giảm được phản phụ đau nhức bắp cơ khi uống cái những chất thuốc này để chữa bệnh về những chứng nghiệm ra máu tim. Kết luận là gì? Chúng ta thấy rõ ràng vitamin B rất là quan trọng trong cái cơ thể chúng ta về những sức khỏe. Vì vậy chúng ta cần phải thử vitamin D trong máu, cần uống thêm vitamin D. Và cái điều đơn giản nhất chúng ta có thể làm là cần phơi nắng tối thiểu hai lần trong một tuần lễ. Chính vì vậy, cái điều quan trọng nhất thực sự đối với thầy thuốc tôi chỉ khuyên quý vị các bạn xem đó là sống gần với thiên nhiên. Nghĩa là sao? Chúng ta có cơ hội sống gần thiên nhiên, ăn trong thiên nhiên và phơi nắng mặt trời. Thì đó là những cái điều mà tôi xin trình bày ngày hôm nay và cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Xin hẹn lại vào mỗi thứ sáu đầu tháng. Nếu quý vị nào có thể xem lại bằng cách vào Google và đánh vào chữ bản tin đại học. À, xin cảm ơn quý vị và xin chào quý vị.